Đây rồi. Xe cái grip. Rồi rồi, chúng ta gọi là người cầm xe. Egip là quân của game thủ Chip Boy. Bằng xe có quả đầu khá gần luôn, và bãi quả có 7 cây mặc đẹp, đẹp mắc binh luôn. Bãi quả đẹp mắc binh, gỗ đầu cũng là ok. Quả của game thủ cam kết là quả 7, không đổ lô về và sang này, khả năng sang lại là sang rách rồi. Vâng, đúng là một bài sang rách dành cho game thủ cam quýt. Quân đẹp nhưng bài đang không tươi dành cho game thủ cam quýt trong trận đấu này, trận đấu thứ hai và trận đấu thứ bảy. Có thêm đôi vòi nữa rất xa. Vâng, hy vọng anh em chúng ta có thể chia sẻ và comment mạnh lên. Vừa lên lại livestream nên là cái lượng view đang rất thấp dành cho cái từ cam quyết. Cố gắng cầu con voi để về với nhà BS hoặc là nhà chính. Như vậy là khả năng cầu về với nhà chính dành cho cái thủ cam quyết rồi. Có vẻ như cái Chip Boy đánh nhiều dân rồi. Đây là BA. Vâng, nhưng mà lại solo cùng với Egip luôn. Mưa tròn bài này. Lên tung rồi đầu tiên của game thủ cam quyết lên tới nhà của game thủ Chip Boy thì khả năng Chip Boy cũng chuẩn bị có tung rồi đầu.
vẫn chưa lên đời đến từ Chiboy. Vậy là Chiboy đang lên muộn hơn game thủ cam quyết tầm khoảng 40 giây. Vâng, như vậy là vừa lên đời rồi. Dường như là Chip Boy là một người chết một dân. Cung tê bắt đầu để thẳng hướng 2 giờ. Cung tê bắt đầu để thẳng hướng 2 giờ. Bài này đánh được bài đánh được 5A không hay là 4A thôi. Tôi nghĩ chỉ là 4A thôi. Để gỗ ra một chút ruộng nữa. Tổ sư. Đẩy luôn. Bên phải cái vị trí mà con cung tê chết là có một xác mấy con hươu thì phải. Đấy. Như vậy là xác con hươu đã ăn xong rồi, như vậy là game thủ Chip Boy đã ăn xong bầy hươu. Có tê đứng thủ ở từ Egypt. Vâng, đúng là khi mà tê ngủ của mình đến tới nhà của đối phương thì đối phương cũng có tê ngủ thứ hai luôn. Ăn được 1-2 dân của game thủ ấy, game thủ Chiboy của Begip. Bốn nhà bây giờ đang bắt đều. Hãy cẩn thận khi đây cũng rời Egypt. Và cố gắng móc máy vào nhà của Egypt đi. Bắn xuyên rừng luôn cũng là khiến cho game thủ Chip Boy không thể khỏe được. Bắn xuyên rừng nào, cố gắng nào. Đóng thêm cái BG chay để ra ruộng. Cẩn thận, tôi cũng rời đang bị đuổi theo. Rất đông cũng rời Egypt của game thủ Chip Boy đã đuổi theo tôi cũng rời của game thủ Cam Quýt. Và bây giờ thì liệu rằng không, Chip Boy cũng đang khá đông cùng công thủ toàn diện với game thủ Chip Boy trong trận đấu này. Oh no. Vâng, lấy thân, vâng, lấy số lượng đi chất lượng. Đồng hơn hẳn. Bắt được đấy. Bắt được, cẩn thận đừng nó để nó sâu vào nhà của mình. Bắt 4-5 con ở phía trong trước.
Sẽ bắt tay cơ cấu lại khoanh ruộng một tơn. Chị bòi mọc mày rất rát. Vâng, lò vào trong nhà ekip tôi này. Nhưng bây giờ ekip đang vòng tôi con đồ to về để bắt. Quan trọng là nhà mình mới đang nhấp nháy loạn kìa. Tập lại là 60 dành cho game thủ Cam Quyết trong trận đấu cấp xe. Cảm quyết có tay thì bò vào đi. Cố gắng bò nhà vào. Có chỗ nào hở bò nốt vào. Đấy, hiếp đang muốn sổ lên. Sẽ tiếp tục bắt. Sẽ tiếp tục về và bắt. Đấy, hiếp đang đi rất vâng, đi lỗi rất nhiều cùng R. Tiếp tục bắt được tờ này đấy. Có đủ đạo và có đủ gỗ về. Trong ruộng chính vẫn đang còn 1-2 UR kìa. Rồi, ok. Nào di lên nào, tháo lại 70 của mình di lên nào. Di lên ở nhà BA đối phương nào. Có cố gắng đào vàng không? Về vào, tiếp tục về. Tiếp tục bắt. Rất hay. Một tên vé tốt của game thủ Cam Quyết. Trong nhà mình vẫn có cung R kìa. Rất khó chịu từ cái rủi chi bòi với những tình huống móc máy của mình. Bãi gỗ mới bị bắn kìa. Cố gắng đánh võng những con UR để giữ những con UR của mình, tránh sự truy sát của những con UR ekip đến từ game thủ chip boy. Tầm là chỉ 64 thôi. Tầm này tham là chip boy ở tầm này. Hai người đang rất cần tham. Oh,
Có lẽ tập này cái chip boy lên sau đầu máu rồi. Xem có gặp quyết có chủ động lên đầu máu không. Đảo đúng 120 vàng luôn. Liệu rằng cùng ai sẽ đồng hơn trong tình huống này. Ekip của game thủ chí bòi đang lùi lại với rau nhưng chưa chắc rằng mình đã đông hơn người ta đâu. Rất đông cùng rời ekip. Và tên cùng rời nhỏ phía trên đang xua vào trong. Chip boy liệu có cùng rời phía trong nhà để thủ nhà không? Cố gắng kín nhanh giờ này. Tên phía dưới thì vẫn là cố gắng giật và kéo tên cùng rời to của chip boy đi. Chip boy xô vào nhà BA. Lại lọt vào ruộng nhà chính kìa. Ruộng chính. Tạm là tầm một thời là 92/116 dành cho xe. Cháy ruộng của tôi. Yes.